cái thành công của một công việc kinh doanh nó không phải nằm ở cái việc em đi cố khô nỗ lực đi tìm kiếm khách hàng. Cái việc nỗ lực đi tìm kiếm khách hàng là đương nhiên phải làm trong doanh nghiệp. Thành công của một doanh nghiệp nó nằm ở việc là khách hàng giới thiệu khách hàng. Cái này là khối gỗ thông minh. Cái này thì kích thích cái sáng tạo cho bé. Đấy, nó sẽ có các hình như này. Ví dụ như một năm thì mình dự kiến mình kinh doanh, mình có mục tiêu bộ này bao nhiêu bộ không? 10 đến 15 nghìn bộ là khách, đến là bán cho khách lẻ. Còn nếu mà chỉ cần 2-3 khách buôn nữa vào là khoảng tầm 5-60 nghìn. Khoảng tầm 5-6 bạn. Số đấy bây giờ đang bán giá lẻ thị trường bao tiền? Bộ này giá lẻ ngoài thị trường là 85 nghìn ạ. 85 nghìn một bộ. Thì kênh phân phối chính ở đâu? Thời gian vừa rồi thì em bán chủ yếu là cho các nhà đại lý online. Ừ. Đợt vừa rồi là dịch ấy, một số đơn vị họ nhập 4-5 công về cùng một lúc. Ừ. Sau họ không bán được. Ừ. Thì họ bán phá giá. Ừ. Và họ bán rẻ hơn cả giá ngoài. Em nhập lại của họ? Bây giờ nếu mà nhập lại thì ngoài thị trường bây giờ là có khoảng tầm rất có khoảng tầm 4 đến 5 năm người làm nhập cùng một lúc, số lượng rất là lớn. Ừ. Thế bây giờ vấn đề chính là không phải sản phẩm mà vấn đề chính là dạ, bán được bản cái hàng em. Hóa này đúng không? Đúng rồi. À, sau khi em học xong thì em nhận ra là vấn đề là bản thân em không làm marketing. Thế thì bây giờ em sẽ làm gì với cái sản phẩm này? Bây giờ thì em bắt đầu làm video. Ừ. Làm video marketing. Ừ. Giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà đang kinh doanh theo như ngày các cụ nói là vào cầu. Ừ. Thì là không sẽ không quan nó tâm không gì có sự đến cạnh tranh. Tức là lúc đấy là cái thị trường nó là thị trường xanh. Vâng. Nó không có sự cạnh tranh. Vâng. Nên là mình cũng chả cần quan tâm đến cái việc marketing hay gì không cả. Vâng. Vì mình độc quyền. Vâng. Nhưng mà cái gì cũng thế thôi, kinh doanh thì cái hàng hóa nó mà xong một thời gian. Nó mà xong thời gian thì nó có lợi nhuận. Vâng. Mà nó không có rào cản. Vâng. Như cái đồ chơi này thì chả có rào cản gì. Thì rất là nhiều người họ sẽ tham gia và họ kinh doanh cùng với mình. Dạ, khi mà rồi. Tất cả mọi người cùng kinh doanh mình thì mình phải chấp nhận cái chuyện là lợi nhuận nó giảm xuống, đúng không? Vâng. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy ra cái vai trò của marketing nó quan trọng như nào. Đúng thì lúc đấy mình làm marketing rồi thì cũng được thôi, nhưng mà nó hơi bị nó lại muộn một nó chút. lại bị muộn đi. Vâng. Đấy, thì cái giá mình trả cho sự thờ ơ thì bao giờ cũng thế. Vâng. Sự thờ ơ thì luôn phải trả giá. Và nếu như mình biết trước là mình cần phải làm gì rồi thì mình cuộc sống mình nó lại không không phải như vậy. Cho nên là nó mới sinh ra những cái ông để cho mình những cái tư duy, cho mình những cái kiến thức thì mình làm. Nhưng vấn đề là mình phải làm, đúng không? Vâng. Nếu mình không làm thì nó không thể ra được cái kết quả. Thì cuộc sống nó vốn vậy mà. Nếu mình không làm thì mình phải chấp nhận cái cuộc chơi thì thôi. Và mình phải chấp nhận là nhường chỗ cho những người khác ở trong cái cuộc đời này. Sau khi mà em nhận thấy cái vấn đề của mình với cả cái nỗi đau của mình thì em nhận ra em sẽ lúc đấy em bắt đầu nhớ lại là đi tìm tìm lại cái các cái mà thầy dạy, cũng bắt đầu là em lúc đấy là đặt mục tiêu là lúc này là bây giờ là phải theo thầy, vì câu chuyện là mình sai một bước này nhưng mà mình còn trẻ, nhưng nếu như mình không học thì mình sẽ tiếp tục sai thêm bước nữa, mà cuộc đời mà chỉ cần 2 lần sai như thế là mất 10 năm. Có hai lý do. Một lý do là vì em gặp vấn đề như vậy, cộng thêm thứ hai nữa là có thêm một cậu nữa, bắt đầu có con thì bắt đầu là nghĩ đến là bắt đầu phải tính bài toán là làm nào để kinh doanh, nhưng mà kinh doanh nó phải phát triển và nó bền vững. Ừ. Thì bắt đầu phải đi đi học những cái chiến lược và kế hoạch để mình làm lại. Như đây học rồi thì dự kiến bây giờ cái mục tiêu là tăng doanh số lên gấp mấy lần? Em đặt mục tiêu doanh số ạ, hay là doanh thu ạ? Lợi nhuận đấy, lợi hoặc là nhuận của doanh bạn. thu, hoặc là cái gì đấy, tùy Lợi thuộc, nhuận của con em số là đặt nào cũng mục được. tiêu là 500 ạ. 500 gì? 500 triệu. 500 triệu thì là một năm hay là một tháng Một hay là... tháng ạ. Lợi nhuận 500 triệu một tháng. Dạ vâng. Ừ. Thế thì cái sản phẩm này trong nước là có đầy đủ hóa đơn chứng từ đúng không? Có. Ừ. Thì cái quan trọng nhất là cái sản phẩm mình muốn cạnh tranh ấy. Dạ. Thì nó phải đầy đủ hóa đơn chứng từ. Cái dạ. giá thành mình nó cao thì nó cao cũng có thể do một cái nguyên nhân là mình có hóa đơn. Dạ. Thì có hóa đơn thì bao giờ cũng vậy thì nó sẽ phải cao hơn vì mình liên quan cái việc nộp thuế nhà nước đúng không? Thực hiện nghĩa Vâng. vụ thuế nhà nước. Và nếu mà mình muốn kinh doanh lớn ấy thì ai cũng phải chấp nhận cái chuyện đấy, đúng không? Vâng. Đấy. Chính vì cái con đường thầy sau khi em học em nhớ lại là câu chuyện là vẫn là làm gì vẫn phải là chuẩn chỉnh về hồ sơ giấy tờ ngủ nó mới ngon được. Cái này kênh phân phối chính của em là qua kênh nào? Hiện tại đợt vừa rồi kênh phân phối chính của em là bán cho các cửa hàng ở các cái đội bán online ạ. Ừ. Vâng. À, Shopee các thứ ấy. Và bán Shopee mới bán trên Facebook ấy. Ừ. Thì bán lại cho họ, xong vâng. họ bán lại cho họ thị trường của họ. Bán lên thị trường của họ. Ừ. Thời gian vừa rồi thì cả cái kênh đấy là gần như là bị dừng lại hẳn. Sao đấy?
em chưa đo lường được vấn đề chuẩn xác thì là bán rất là chậm. Không biết là do giáp Tết hay đợt vừa năm ngoái thì tầm này em bán rất tốt. Nhưng hiện tại bây giờ đồ chơi gố thì bán rất là chậm, mà trong khi đó thì các cái đơn vị kia ôm khá nhiều thì họ họ đẩy, tức là cố đẩy, tất cả cùng cố đẩy ra thì lại không, lại càng đẩy thì lại càng không ra được thị trường. 500 bộ gỗ này thì được khoảng được 40 triệu. Đấy, à 40 40 doanh 40 thu, 40, 40. Khoảng được 40 triệu doanh thu đúng không? Yeah. Ví dụ như là một đơn hàng mình gói ghém nó lại thành 500.000. Và mình bán được 100 bộ thì được 50 triệu. 50 triệu. Nếu mà bán được 200 bộ thì được 100 triệu. Thế thì mình hiểu rằng là cái thành công của một công việc kinh doanh nó không phải nằm ở cái việc em cố nỗ lực đi tìm kiếm khách hàng. Dạ. Cái việc nỗ lực đi tìm kiếm khách hàng là đương nhiên phải làm trong doanh nghiệp. Dạ. Nhưng cái thành công của một doanh nghiệp nó nằm ở việc là khách hàng giới thiệu khách hàng. Và xin lời giới thiệu. Đúng rồi, thì chiến lược là lời giới thiệu. Dạ. Thế thì bây giờ mình cứ nghĩ là mình phục vụ một khách hàng lấy được khoảng độ mấy chục nghìn ấy. Dạ. Là mình sẽ không làm. Dạ. Đúng không nào? Dạ. Nhưng mình phải hiểu rằng là khách hàng có thể lấy thêm sản phẩm khác. Chiến lược đầu tiên là khách hàng sẽ lấy thêm sản phẩm khác. Họ khi họ lấy thêm sản phẩm khác thì doanh số của cái đơn hàng vẫn tăng lên đúng không? Cho nên mình có thể bán một cái này nhưng mình luôn giới thiệu họ thêm một sản phẩm khác. Họ không mua sản phẩm đấy thì mình lại giới thiệu thêm một sản phẩm khác. Thì đấy là gọi là bán lẻ. Nếu như mình không bán lẻ thì rất khó trong cái việc mình huấn luyện các nhà bán lẻ mới tham gia cùng với mình. Đúng không nào? Và khi mình có nhiều nhà bán lẻ tham gia cùng với mình rồi thì mình có nhiều chiến lược nữa. Hoặc là ví dụ như chiến lược là mua quá dung doanh số bao nhiêu đấy thì sẽ free ship. Nếu quá được 700 ngàn hay là 600 ngàn thì free ship. Thế nếu quá bao nhiêu xả tiền đấy thì tặng thêm một sản phẩm mới. Ví dụ như cái sản phẩm này họ không mua, nhưng mà nếu họ mua các sản phẩm khác vượt quá bao nhiêu tiền đấy thì tặng thêm một sản thì phẩm. Tặng thêm một sản phẩm. Tức là ở đây chúng ta chia thành 3 cái nhóm là tăng doanh sang số lượng khách hàng với tất cả những gì em đang làm. Hoặc thậm chí chúng mình có thể làm thêm một cái thị trường mới, một kênh phân phối mới mà trước đây chưa từng có thì bây giờ mình làm thêm. Đúng không? Để tăng theo các lượng khách hàng. Yeah. Nhưng mình phải áp dụng thêm các chiến lược là tăng doanh số trung bình trên đơn hàng. Thì nếu như mua thêm một sản phẩm thì giới thiệu thêm một sản phẩm mới. Yeah. Tức là huấn luyện nhân viên kinh doanh của chúng ta mua cái sản phẩm gỗ này thì giới thiệu thêm cái sản phẩm đàn này. Đúng không? Yeah. Thế thì mình đã thấy rằng là cái sản phẩm gỗ này thường là con trai chơi hay con gái chơi? Cái sản phẩm này thì các bé chơi rất là nhiều. Nhưng mà thường trai hay gái? Như bộ này thì thường con trai sẽ chơi nhiều hơn. Đúng rồi. Thế cái sản phẩm này thì sao? Sản phẩm đấy con gái chơi nhiều hơn. Thế thì bây giờ làm thế nào để khi họ mua cái sản phẩm này thì mình bán được thêm cái sản phẩm này? Mình sẽ hỏi gì, nói gì để họ bán được thêm cái sản phẩm này? Mình huấn luyện nhân viên kinh doanh của mình làm gì để bán được thêm cái này? Thế anh chị còn bé nào nữa không? Những câu hỏi mang tính xã giao là nhà anh chị có mấy con? À. Toàn chơi gái hay chơi toàn chăn trai đúng không? Dạ. Thì nếu họ trả lời là toàn con gái thì mình thấy rằng là mình có thể thêm một cái đàn được không? Được. Và nếu như họ đang mua đàn mà có con trai thì mua thêm cái này đúng không? Yeah. Và nếu họ trả lời là nhưng mà nhà tôi thì có hai đứa con trai thì làm thế nào? Hai đứa con trai thì up thêm một bộ ghép hình này nữa. Đúng. Thì đấy, nhưng mà mình đã huấn luyện cái điều đó cho nhân viên sale của mình chưa? Có kịch bản để huấn luyện nhân viên sale chưa? Chưa có đúng không? Dạ vâng. Thì nếu như thứ hai đứa mà nó chơi hai bộ thì thứ nhất là không tranh nhau. Vâng. Thứ hai là cái gì nữa? Thứ hai là nếu như mà chơi thì hai bé có thể cùng nhau thi cùng đua. Nhau thì nó sẽ tạo ra cái điều gì? Nó tạo ra làm việc nhóm và cùng tạo ra làm việc nhóm. Dạ. Và mở rộng được cái sự sáng tạo hơn đúng không, vì nó có hai bộ. Dạ. Thì mình đã nhìn thấy cái hai bộ như vậy rồi, nếu như họ là một cái người có năng lực về tài chính thì mình sẽ nói với họ như thế nào? Nếu mà như có điều kiện thì sẽ mua nhiều hơn ạ. Thế thì bây giờ mình phải huấn luyện nhân viên sale của mình làm thế nào để một đơn hàng là một bộ thành năm bộ. Vì năm bộ thì cái này nó không quá đắt. Dạ. Thì nếu như anh chị mua năm bộ thì thực ra chơi với trẻ con thì có thể 200.000 với 500.000 cũng có nhiều người phải suy nghĩ. Okay. Nhưng nếu mà là người ta có điều kiện ấy, okay, thì 200.000 với 500.000 là chuyện bình thường. Okay. Và nếu 200.000, 500.000 mà mình free ship cho họ thì có phải đứa trẻ con nó tha hồ, nó sáng tạo không? Okay. Và nó sẽ xếp lẫn vào cái này vào thì sự sáng tạo của nó là không ngừng đúng không? Okay. Tức là sáng tạo, họ sáng tạo là ngoài tầm ngoài cái khả năng tưởng tượng của chúng ta, ngay cả chúng ta là người thiết kế. Okay. Thì có 5 bộ này chúng ta cũng không thể tưởng tượng được, chúng ta chỉ là người thiết kế, chúng ta chỉ đưa được từng này bộ bài với cái sự hãn hữu của cái số lượng mảnh ghép. Và nếu như bây giờ chúng ta có là tới 1.000 mảnh ghép thì sáng tạo là không ngừng đúng không ạ? Vâng. À, đấy chính là cái lý do mà tại sao cần có nhiều bộ đúng không? Vâng. Và như vậy giá trị đơn hàng tăng lên đúng không? Hôm nay là chúng ta sẽ có một vài cái chiến lược ở ngày hôm nay thôi. Vâng. Là chiến lược thứ nhất là chiến lược có tăng thêm khách hàng bằng việc là mở thêm kênh. Cái việc thứ hai là chúng ta bán lẻ thì chúng ta có thể tăng doanh số bằng là hỏi thêm họ về thêm số lượng trẻ con, mua thêm cho trẻ con, mua thêm để tăng sáng tạo, đúng không? Mua thêm để giảm phí vận chuyển,
mua thêm để tặng thêm quà. Như vậy thì có rất là nhiều chiến lược để em áp dụng cho từng thời kỳ, có thể áp dụng từng chiến lược đơn lẻ hoặc áp dụng cùng nhau. Nếu đến mức này thì được tặng quà, nếu đến mức này thì được tặng ship, đúng không? Và như vậy chúng ta có nhiều chiến lược để mà tăng doanh số trung bình. Đến cái thứ ba là tăng cái lượt quay trở lại. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi cháu bé nó còn bé, nó có chơi đồ chơi này, nhưng nó lớn hơn thì nó cần chơi đồ chơi này. Và như vậy chúng ta có thể quay trở lại sau một năm, hỏi họ xem họ còn chơi cái bộ gỗ cũ không, có thể mang cái này để đổi lấy cái này. Chúng ta vẫn có thể thu mua cái này lại để làm việc gì đó của chúng ta. Chúng ta có thể làm từ thiện, chúng ta có thể cho các cháu ở vùng cao hay làm gì đó tùy thuộc, đúng không? Thu lại những cái bộ này và chơi những bộ mới này. Đấy được gọi là tăng số lần mua trung bình, đúng không nhỉ? Mua cái này rồi mua thêm cái này. Đấy, rồi chúng ta có thể thấy rằng là có thể mua thêm cả những cái bộ này nữa. Những cái bộ này chơi chán rồi, thu mua lại, đổi lại cho cái bộ khác. Thực ra là cái chi phí đầu vào của những cái này là không cao, nhưng mình thu mua lại, mình dùng vào việc khác, mình cho những bối cảnh khác. Nếu nó đủ bộ thì có thể cho đi được, còn nếu mà không thì mình làm việc khác thôi, đúng không? Rất nhiều việc để tái chế lại cái này. Đấy, thì đấy cũng là cái cách là để quay trở lại mua hàng. Sau mới đến nhóm chiến lược thứ tư là xin lời giới thiệu. Và luôn luôn có một cái phiếu giảm giá nằm ở trong này cho lần mua tiếp theo. Có nhớ chiến lược đấy không? Em có. Ủa đâu mà có đâu? Không, hộp này đâu có đâu. Em nhớ rồi. Phải có một cái phiếu, tích lũy cái phiếu này. Thậm chí là 4 cái phiếu cũng có thể đổi được một món quà. Mang cái phiếu đó được giảm giá, mang cái phiếu đó đổi được sản phẩm. Thậm chí đổi được cả cái sản phẩm, không phải trả thêm tiền. 4 phiếu là một phiếu cũng đổi thêm một sản phẩm. Ví dụ như là nếu như bạn chụp ảnh cái bức này, tôi sẽ tặng thêm bạn cái bộ cát mới. Ban đầu bạn tặng cho tôi là 20 cái cát này đi. Nhưng nếu bây giờ các con chụp được hết cái bộ này và gửi thì tôi sẽ tặng thêm các con bộ này nữa. Và đến một cái cửa hàng gần nhất mà có cái này thì các con sẽ được tặng thêm cái bộ thẻ này để các con về con xếp tiếp. Hoặc là đơn giản hơn là nếu các con xếp hết hai cái mô hình này và con chụp ảnh cái bộ hình này thì cho con và các con log in vào một cái tài khoản để các con có thể có thêm những bộ sáng tạo mới. Em có làm cái này rồi, em có làm. Online chưa? Em mới làm nên driver thôi. Ở đấy thì driver là cơ bản nhất, sau này làm thành cái app. Giống cái app của tôi đây. Ông học hết cái bài học này, ông xem hết video và ông chấm bài qua cái level này. Thì dùng AI đọc thôi, ông chụp chụp cái hình mà AI đọc được cái hình này là nâng cấp lên thì ông lại lên được level mới. Hay quá đúng không? Và như vậy các con lại thi đấu với nhau, lên level với nhau. Chiến lược giống như của phần mềm học tiếng Anh Duolingo đây. Và mình sẽ lên được level mới. Chụp cái hình, cứ hay chụp cái hình để đúng cái hình mẫu của mình, lên level. Thế là các con thi chơi điểm với nhau, chơi với nhau, rất là vui đúng không? Và có thể có một cái mạng xã hội đấy. Thì đấy cũng là cách để duy trì cái kết quả khách hàng của chúng ta muốn là ấy. Và sau đó thì có cuộc thi sáng tạo hàng tháng. Chỉ cần nộp bài lên thôi. Đúng rồi, em có nghĩ đến cái đấy rồi. Nghĩ gì làm luôn thôi. Vâng, cảm ơn thầy. Em nghĩ nhiều quá. Nghĩ nhiều quá. Vâng. Thậm chí là đơn giản làm lập một cái câu lạc bộ ở trên mạng xã hội của mình thôi. Là Facebook cũng được. Thả bài lên đấy, xong ai thích bài nào nhất thì vote lên, thì ai có nhiều vote nhất thì người thắng. Cũng là một cuộc thi. À, như vậy chúng ta sẽ phát triển ở cộng đồng của mình rất là nhiều chiến lược. Thôi, chúc cho ước mơ năm nay trở thành hiện thực. Em cảm ơn thầy. Để tặng tôi bộ này nhá. Để tôi ngồi hàng ngày tôi chơi. Có. Có cái đường link nào để cho mọi người đặt hàng này không? Em sẽ gửi cái đường link ở dưới video này để cho các bạn khán giả có được những cái sản phẩm này. Thế khán giả kênh Phạm Thành Long có ưu đãi không? Sẽ có chương trình khuyến mại đặc biệt riêng cho khán giả của kênh của thầy Phạm Thành Long ạ. Rồi, anh em nào nếu mà thích những cái đồ chơi này giống như tôi còn chơi còn ham mê mà. Anh em nhớ đăng ký ở bên dưới cái video này nhá, bấm ở dưới chắc chắn là có đường link giảm giá đặc biệt, giảm giá hoặc là mua một được tặng nhiều. Anh em nhớ xem để được link bên dưới. Tôi là người lớn, tôi còn thích chơi nữa là trẻ con. Các bạn cứ mua cái này về thư giãn cực. Nhớ nha. Đấy, tôi đã kết được một bông hoa rồi này. Tôi đố bạn xếp được bông hoa giống tôi ở bên dưới đấy. Comment đường link ảnh bông hoa này của bạn ở bên dưới nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh YouTube của Phạm Thành Long. Và nếu như các bạn cũng thích đồ chơi cho con trẻ giống như tôi này, hãy like và share video này để cho nhiều người được biết đến. Phạm Thành Long xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.